Và chào mọi người đã đến với kênh Nick của ứng dụng. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách biến một chiếc loa bình thường trở thành chiếc loa Bluetooth. Và ngày hôm nay mình sẽ dùng sản phẩm loa X2700 Soundmark và chiếc USB Bluetooth H163. Và ngày hôm nay mình sẽ biến hai thiết bị này trở thành một chiếc loa Bluetooth. Mời các bạn đón xem video này. Bắt đầu thôi. Trong chiếc USB Bluetooth H163 có một sợi dây hai đầu 3.5. Chúng ta sẽ cắt đi một đầu và chúng ta dùng kéo để cắt tách ba lỗi trong của nó ra để hàn vào trong bo mạch của chiếc loa Soundmark X2700. Chiếc video này được quay vào năm 2017 và bây giờ mình mới có thể chia sẻ đến các bạn được. Bạn phải xác định được ba chân của loa trái, loa phải và một chân mát chung, và chúng ta sẽ dùng ba sợi dây chúng ta vừa cắt ra để hàn vào ba chân của bo mạch.
chiếc USB này hoạt động được, cần phải cung cấp nguồn 5V. Ở đây mình sẽ dùng nguồn 5V của iPhone, tại vì cục nguồn này nó nhỏ gọn. Bây giờ mình sẽ tích hợp trong cái loa luôn. Mình sẽ tìm hai sợi nguồn điện 220V và mình sẽ đấu vào cục nguồn 5V này và hai sợi màu đỏ rất dễ nhận biết, để chúng ta đấu nối vào cục sạc. Mình sẽ tích sợi dây điện này đấu vào hai cục sạc, sau đó dùng đoạn kia để bỏ vào.
Nó báo đã kết nối. Chưa uống nên sao anh yêu người đang say? Chắc là say cho em, chắc là say cho nắng, chắc là say cho tình. Anh giấc mơ nói em tuyệt vời đêm nay. Son one of JC, Sino, the poet. Có bóng dáng ai sau lưng anh bao vai. Chiếc rò này âm bass rất là mạnh, nghe rất là âm, là hay. Vì lý do nhập bản quyền, mình sẽ không phát hết bản nhạc này vào video. Đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.